Bên này đi chơi em không? Đi với thầy em không? Hả? Đã không? Ừ. Một cái lính thầy lên đi theo thầy là có diễn được. Có gì kiếm chuyện vậy? Sao bữa nay đi em không? Chơi sao thiệt thầy ơi? Sao không? Chuyện dài chuyện ngắn vậy thầy gớm chứ không chừa con em nào chứ thầy ơi. Thì mày em thôi. Rồi có thầy mà thầy không chừa em nào chứ. Mày một em được rồi. Mày cũng lê gì cũng biết nữa. Làm sao thì thầy cho em hai em. Ha. Nhiều xíu đi thầy ơi. Đừng có thầy... đừng lại biết chân không. Ừ, ở thầy làm ngày đó có nhiêu, có mười mấy hai chục trái à. Đó là mấy em của em luôn đó thầy. Ừ đi, nghe lời thầy đi. Đi chuyến nào chuyến sau cho hai em. Ok thầy ơi. Rồi dẫn xe vô đi, dẫn xe vô. Xe vô. Mày coi mày gạt cửa nha. Đi kiếm mà nghe nói ông thầy này ông hay lắm mà. Ê, đi đâu vậy? Kiếm thầy. Đâu phải thầy muốn gặp là gặp đâu. Ủa bữa nay có vụ này nữa trời. Tôi là đệ tử ruột của thầy á. Hôm qua thì trời ơi. Trời ơi tai, tai gì đẹp dữ vậy? Thầy gặp thầy phải gì vậy biết sao vậy? Phải tên lấy đời nè. Cảm ơn nhiều nha. Rồi đâu thầy đâu? Thầy ở trong á. Rồi trời hết sức à. Bộ vợ giống như ông nhắc. Mô Phật. Cái lần tự nhiên tình quan tình chỗ này cho bữa nay mà ăn cho phát thà gặp đạt mà vui. Rồi bữa nay cho nhiều coi. Bữa nay cho cũng vậy cũng nhiều. Thầy ơi. Trời ơi. Mô Phật. Mô Phật linh nghiệm thiệt. Thầy cái gì xem bữa nay mặt vàng ở đâu dữ vậy? Cái này hả? Gái à, hay với mặt vàng nhanh ra luôn. Con vô đây kiếm thầy có chuyện gì không? Làm ăn vốn trước đi. Ăn vốn trước hả? Trời ơi. Có gì con cứ nói. Sao bữa hổm đi lại thầy cũng hay lắm mà bữa lại đâu có ai. Sao bữa nay có mướn bảo vệ nữa? Mướn bảo vệ rồi. Trời đi ngang không cho nó mắc gì nè. Đưa hết mấy tờ ơi, con ơi thầy gì không ăn. Ủa con gì không ăn? Con gì cũng ăn hết á con ơi. Ăn hết thôi. Con gì cũng ăn. Trời ơi trời không chịu rồi. Gì nhiều nó mới chịu nè. Dạ để đi khầy ra. Trời ơi khầy ơi là khầy. Đặt ra tiền á nha, bây giờ con đừng cút tiền lẻ. Khầy cũng ốm mà bảo vệ cũng ốm nữa. Sao ăn nhiều quá mà không lớn được sao vậy? Không có nhận. Cút tiền lẻ không nhận nữa hả? Ừ cút tiền lẻ tội. Thôi đi nói dòng vô rồi. Thôi thầy coi giùm ơi thầy. À con cút cái gì? Con trâu. Con trâu. Tuổi con trâu là tuổi Sửu. Chỉ là con kỵ tháng 4 với tháng 5. Con phải cúng dường. Cúng hả? Con phải cúng. Là con cúng sau này con vào ba đời luôn. Mày cúng sao đây? Con cúng mà tiền. Tiền hay vàng gì cũng được. Trời ơi ngộ vậy. Nó cúng vàng hay cúng tiền gì mới được. Mô Phật cúng nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Cúng nhiều phước nhiều. Cúng ít thì phước ít. Có tài không? Có tài không mà kêu cúng tiền với cúng giường trời. Có à. Thầy này ngộ quá. Thầy hổm lại thầy đâu có bận gì. Sao bữa nay thầy bận gì ngộ vậy? Thầy ấy vậy thầy bận này đó mà. Thầy mới tu đây. Thôi nhờ thầy coi giùm nha. Ừ. Coi chính xác nha. À, thầy cúng giường thầy. Cái này hả? Miếng này cho nó ít ngày có nữa không con nữa ít hả ít. Trời ơi lén chồng đi coi thầy mà thầy ấy kiểu này giờ chắc không có chồng chữ nhẹ này chừng 5-7 chỉ à. Rồi có nhiêu nữa mới được thì tùy tâm đi thì cũng tiền trắng rồi ra nó chừng 1-20 ngàn gì đó đô. Ừ. Đô mới chịu. Liếm lại coi. Này cũng sao mỏng quá. Được rồi đó thầy ơi. Mỏng. Này cũng này hơi mỏng. Rồi nữa hả? Mỏng. Hơi nhiều bước nhiều. Rồi hết luôn rồi đó. Trời ơi còn có 2 tờ thầy để dành hồi đi xe ừ. Về thầy ơi thầy. Con đi lộ bộ đi. Là bước mới nhiều. Cũng hết luôn đi. Trời ơi cho thầy luôn đó thầy ừ, gì đâu mà ăn đi. Thấy sợ luôn gì đó.
hết là phước nhiều đời sau ba đời con giàu luôn. Con bây giờ con gì con khỏi mặn, con cũng nhịn nói nữa, khỏi rồi nó lộn thành nó lộn, con khỏi mặn con vậy luôn đó hả? Cái đời sau là con ăn luôn rồi nghe, rồi con đi về nghe, con mặn cho được nha, rồi con giới thiệu, rồi ok, còn không được thì con cũng lại kiếm thầy nữa đó là thầy hiểu rồi đó, rồi có thầy hay nghe, chúc con về mà mạnh khỏe nghe, rồi nhập cái sân luôn rồi nha. Kiếm điểm này, kiếm nghe coi được nhiều. Chắc thầy khỏe hơn con đó. Cũng khá nha. Khá. Thầy. Khoan, đi đâu vậy cô bé? Dạ anh Lai à. Anh bảo vệ của thầy. Anh bảo vệ hả? Đúng rồi, muốn gặp thầy thì xin chút điện. Ủa đi lại thầy cô tay cũng phải cũng có công việc hết mà phải kiếm chút tiền lương mới ăn chứ gặp thầy đó không phải dễ đâu. Nhiêu mới được? Tùy tâm à, càng nhiều thì càng tốt nha. Việc người ta vậy trả thôi à, thêm tờ nữa cũng được đó. Ô về mà ăn có lỗi trắng trợn như trời thì chịu khó chút đi. Rồi đi vô đây nghe thầy, ngồi phía trong á về nha. Bảo vệ ôn dịch vô mất đóng tiền. Thầy ơi, em tới rồi thầy ơi. Dạ. Chào thầy. Thầy, thầy chào con. Dạ, chào thầy. Thầy đưa cái gì chào. Chào hoàng tử. Dạ, thầy chào con. Chào thầy. Ừ, thầy chào con. Cũng chào thầy. Con, thầy chào con. Cũng chào thầy. Mày có bị điên không? Thầy con cũng xin phép mà. Quay. Mày quay cái cháo hoài hả? Quay dùm con, quay dùm con. Sao mày dùm con bánh khọt nhiều quá hả? Con bánh khọt. Dùm bánh khọt không? Để con lại đây có gì không? Dạ. Thì đó, thì vậy đó thầy. Vậy là gì? Không vậy đó sao thầy biết? Dạ thì con cũng nghe bà con đồn thổi nói là thầy á là làm về tình duyên, công việc, gia đình rất là hay. Đúng. Ai đồn chứ nó hả? Đừng có nói là thầy quá nhiều nha. Đừng có cho thầy biết nhiều. Bây giờ thầy con mệt lắm, thầy con mệt dữ lắm. Biết không, thầy con mệt lắm mà đừng bật thầy coi là nhất quá, đừng dài là thầy coi nhiều. Đừng bà thầy có biết coi nữa chứ thì không trai á. Kỳ ta. Kỳ thầy. Ông chị còn biết nè. Với lại thầy coi giùm con coi sao mà cái tình duyên của con lặng đặng quá thầy ơi. Tình duyên con hả? Dạ. Anh trắng dữ trời. Tình duyên của con sao cả này lặng đặng quá, con thương anh nào đó thầy. Trắng dữ. Ôi cái da diễn mịn. Con thương anh nào cái anh đó anh. Chị tay con à? Chị tay con. Dạ. Con tuổi con gì? Dạ. Con tuổi con gì? Con tuổi con ngựa. Tuổi con ngựa. Tuổi con ngựa là con là cái tháng mà tháng giêng chứ tháng hai. Ủa gì chú? Anh đi đâu anh? Đi kiếm thầy. Thầy ngồi trong mà phải gặp thầy. Tại sao? Em xin chút ít anh trai. Xin chút ít hả? Chút ít là nhiêu? Tỳ tâm của anh á. Tỳ tâm hả? Cho em xin chút đỉnh anh trai ơi. Bà mẹ sớm còn 5.000 lẻ. 5.000 không đủ anh trai, nhiều hơn chút nha. Ủa sao chú nói tỳ tâm? Tỳ tâm thì giá cả cũng cao xíu chứ. Tâm thì cũng phải cái tâm có xíu chứ anh trai, 5.000 ai làm ăn được đâu. Bà mẹ. Ờ mà chú là gì ở đây vậy? Em là bảo vệ thầy. Bảo vệ thầy hả? Trời thầy cái này giàu với mướn bảo vệ nữa. Thôi bây giờ tôi đưa chú 50, có tiền thối không?
Dạ em không có tiền rồi, lỡ cho em xin nghe anh trai. Chết mẹ không ngu đi đưa giấy 200. Cách sập. Thầy ngồi ở trong anh trai. Anh cứ vô trong đi nha. Ngu đi đem giấy 200 nó hốt luôn rồi. Mẹ con thầy này bữa nay tới số mà. Thầy ơi, có em lặng lặng quá, thầy giúp em giải giùm. Thầy ơi, thầy coi giải hạn giùm con đó, chứ thằng Ngẫu Hương con cũng bỏ con chân thầy. Có gì? Có, thầy yên tâm. Mà có gì thầy con được? Một túi, thiệt. Hả? Túi thầy tiền lẻ không à, thôi đi cắt đi con ơi, nghèo cũng tiền lẻ không có được phước, tiền mà chơi trời, tiền trắng mới được. Thầy ba đồ quỷ này con có thầy, tiền trắng thầy ơi, con cắt kỹ dữ hả? Khơm quá khơm. Không một tiền. Không một tiền. Này sao thầy? Cũng vì là mới thành tâm đó con. Vì nó mới thành tâm. Hết đi con ơi. Ông thầy này tới số à. Dê hả? Cúng tiền đô mới được. Tiền lẻ cúng tội hả? Con đừng có tiền lẻ nha. Đợi đấy. Cũng hết đi con, cũng hết đi nhưng hết luôn, tốt. Hết luôn hả thầy? Hết luôn cho thầy đi. Thầy tham lam dữ trời. Cũng hết dạ. Thầy đi, phước nhiều. Đây thầy giới hạn cho đưa đây. Thật giờ thằng ta chuẩn bị bóng dữ. Giới hạn là gì đó thầy? Ừ. Thầy tôi có thay đổi thầy mà bảo biết tôi nhiều lắm mà. Vô đây hả? Vô đây hả? Tha sáu năm rồi đó, giờ lại mới bắt anh thầy. Thầy cái gì đâu? Tha tha trời, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi.